Thưa bà, kìa ông là ai? Thưa bà, tôi là một kẻ từ một miền xa xôi lắm đặt chỗ hàng, đổi gió tiếp trở về đây để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện tương đau của một kẻ đắng trần. Đêm qua tôi có về ngang để hò hẹn cô, vì mới tin cô gái ấy giờ đã sang sông. Kìa, ông là ai mà làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động? Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi đợi đưa tiếng của tôi vào trong màu giấc mơ buồn bã. Nó có chiều nào dừng chân để quán lá thì chính bà dành lấy phút giây hoài niệm kẻ đang trình. Tôi đã ra đi là chắc nhận đi cho mình vào một trong bên đời cô độc như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Phải như một phút giây nào mà bà còn tranh nhớ đến một kẻ để cùng bà cài nón hẹn bì hay xin phải quá dài đời dốc lại ban đầu. Kìa, ông là ai mà giọng nói nghẹn ngào nức nở nhắc chuyện ban đầu của hai đứa yêu nhau? Có phải chăng ông là kẻ đã ra đi bỏ lại sau lưng niềm trong lòng? Ông là ai? Bà còn nồng nực giữa lo phòng kìa tâm ca. Bà đã bình yên quát áo theo chồng, bà đã tận hưởng một cuộc đời vàng son qua mầm, bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc mừng cho bà đi một lời dầm trời xa không vỡ đỡ vòng sông hồ. Tâm trang anh cố tình dịnh diện xa em để cho bà được bình yên lên phía tươi, nhưng đó là quyết định của sư mẫu, làm sao em trả lời người cho được tâm trang. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng trở thành bây giờ của người ta. Còn tôi chỉ là kẻ lời anh cũng có tiếc thương rồi cũng đành xa biệt, mong mỹ nào rồi của bạn cũng giữa cánh xương. Thì tôi đưa bà mà đi đường tôi bước chẳng có quán gì hà. Một sáng mùa tôi sẽ dừng chân bên tiền đòi có là để lắng nghe tiếng chim quyền trộm ra tiêu chồng. Đó là lúc bà đang bình yên đóng sông bên cạnh chồng hiền và những đứa con sinh. Còn tôi với một cuộc đời không định thì bụi sông hồ che vùi đất nước vinh quang. Thôi đến đây cũng đủ rồi, xin ra biệt. Lòng dương khổ sầu chớ buông lời cắt hồn, dù phải sống có trắng hơn đắng cay nát lòng.
Mời cả nhà cùng nghe.